đến mấy cũng không ăn trứng vào 4 thời điểm này, kẻo rước bệnh vào người. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị, nhắc đến yếu tố thời gian đối với thực phẩm, đa phần mọi người chỉ chú ý đến ngày sản xuất và hạn sử dụng và chú ý đến một số yếu tố khác như là loại thực phẩm và thành phần dinh dưỡng. Chúng ta chưa có thói quen quan tâm đến một số yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định sự dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được, đó chính là thời điểm sử dụng thực phẩm. Không chỉ vậy, nếu lựa chọn thời điểm sử dụng thực phẩm sai còn có thể khiến cho cơ thể khó tiêu hóa và gặp nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Trứng là một trong những loại thực phẩm thường bị sử dụng sai thời điểm nhất. Vậy đâu là thời điểm dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không được ăn trứng? Và đâu là thời điểm vàng để sử dụng loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng hoàn hảo này? Câu trả lời cũng chính là nội dung chính trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trứng giàu dinh dưỡng là thực phẩm tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, vào 4 thời điểm này, bạn không nên ăn trứng kẻo gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ nhất, khi bị sốt, trứng gà có rất nhiều protein, sau khi ăn sẽ tạo ra một nhiệt lượng lớn. Chính vì vậy, những người bị sốt, nhất là trẻ em, không nên ăn trứng gà hay những thực phẩm giàu đạm khi bị sốt, bởi lúc này lượng nhiệt trong cơ thể tăng lên, không phát tán ra ngoài được, khiến bệnh tình nặng lâu hơn. Thay vào đó, bạn hãy uống nhiều nước, ăn rau quả tươi để giúp giải nhiệt tốt hơn. Thứ hai, ăn trứng khi đói. Khi bị đói bụng, bạn cũng không nên ăn trứng. Nguyên nhân là khi đó dịch vị axit trong dạ dày của bạn sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho các thành phần dinh dưỡng của trứng được hấp thu hết vào cơ thể. Song khi dạ dày trống rỗng, hàm lượng canxi của trứng bị cản trở, khiến tình trạng vón cục tăng lên, dễ gây sỏi thận. Thứ ba, người tiêu chảy. Trứng chứa nhiều protein, dễ làm cho trứng tiêu chảy trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, khi bị tiêu chảy, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn, tính năng men tiêu hóa bị giảm nên khả năng chuyển hóa đường, đạm, mỡ không được như trước, càng làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, cũng như gan thận của bạn, khiến cho bệnh trở nặng, gây mệt mỏi cơ thể, cần tránh xa. Do đó, nếu bạn đang mắc bệnh tiêu chảy thì không nên ăn trứng. Thứ tư, khi bị sỏi mật. Các bác sĩ khuyên rằng bệnh nhân mắc bệnh sỏi mật không nên ăn trứng gà, ăn vào sẽ phát bệnh nặng hơn. Nguyên nhân là do chức năng co bóp của túi mật trở nên yếu dần nếu như ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng. Đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, sinh ra các triệu chứng như đau, nôn mửa, gây ra hậu quả trầm trọng cho bạn. Vì thế, khi mắc bệnh sỏi mật, bạn không nên ăn trứng. Bên cạnh đó, những người này nên bổ sung các loại thực phẩm dễ tiêu hóa tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, trứng gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thậm chí là hoàn hảo. Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều chỉ ra rằng mỗi ngày nên ăn một quả trứng gà để có thể mang tới cho bạn một sức khỏe tuyệt vời. Trứng gà rất tốt cho sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, nếu chọn đúng thời điểm sử dụng thì tác dụng của nó mang lại còn tăng lên gấp bội. Vậy thì đâu là thời điểm vàng để chúng ta sử dụng trứng? Trứng gà chính là món ăn tốt nhất thế giới để ăn vào bữa sáng. Tuy nhiên, một số người có nghi ngờ về việc ăn trứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch do lo sợ rằng trứng sẽ làm tăng lipid máu. Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng ăn 1 đến 2 quả trứng cho bữa sáng là điều không ảnh hưởng sức khỏe, lại có ít nhất 6 lợi ích tuyệt vời sau đây. Thứ nhất, bổ sung protein chất lượng cao. Protein là cơ sở vật chất của sự sống. So với các loại thực phẩm khác như cháo và bánh mì, thành phần axit amin của protein trong trứng luôn tốt hơn. Ngoài ra, sự hấp thụ và sử dụng protein trong trứng cao hơn các loại thực phẩm khác như cháo và bánh mì. Tác dụng thứ hai, tăng cảm giác no. Trứng không chỉ cung cấp đủ lượng protein cho cơ thể mà còn làm chậm sự trống rỗng của dạ dày và kéo dài cảm giác no sau bữa ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng với món trứng có thể làm tăng cảm giác no, trong khi protein và chất béo trong trứng cung cấp một mức năng lượng ổn định và kéo dài cảm giác no lâu hơn. Tác dụng thứ ba, giúp giảm cân. Ăn trứng vào bữa sáng có thể giảm lượng calo trong bữa trưa và cả ngày, kiểm soát cân nặng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn trứng trong bữa sáng đã giảm tới 56% trọng lượng so với những người ăn sáng bằng các món chủ yếu chứa carbon hydrate và họ tràn đầy năng lượng hơn. Tác dụng thứ tư, cải thiện trí nhớ. Lòng đỏ trứng rất giàu lecithin, canxi, phốt pho, sắt, vitamin A, vitamin D và vitamin B. Choline phong phú trong trứng là một chất thiết yếu cho sự tổng hợp của chất dẫn truyền thần kinh não. Acetylcholine là một phần quan trọng của màng tế bào, giúp cải thiện trí nhớ và nâng cao khả năng tập trung. Do đó, đối với nhân viên văn phòng và học sinh sinh viên có nhiều hoạt động cần đến sức khỏe của bộ não nên chọn ăn trứng vào bữa sáng. Tác dụng thứ năm, tăng sự tỉnh táo. Trứng giàu tyrosin đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tỉnh táo của con người, giúp các giác quan của bạn phản ứng nhanh hơn. Do đó, đối với lái xe, ăn trứng vào bữa sáng sẽ hữu ích hơn cho việc lái xe an toàn. Tác dụng thứ sáu, bảo vệ tầm nhìn của bạn, tăng cường thị lực.
hai chất chống oxy hóa trong lòng đỏ trứng là lutein và zeaxanthin có tác dụng bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi tia UV. Chúng cũng giúp giảm nguy cơ dẫn đến đục thủy tinh thể. Ăn một quả trứng vào buổi sáng cũng tốt cho những người phải sử dụng máy tính quá nhiều. Cuối cùng, hãy ghi nhớ rằng bạn có thể ăn mỗi ngày từ 1 đến 2 quả trứng gà, tốt nhất là nên ăn vào bữa sáng. Duy trì được thói quen ăn trứng này, kết hợp với cân bằng dinh dưỡng và vận động thể dục thể thao đều đặn sẽ giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Như vậy, để có sức khỏe tốt, việc lựa chọn thực phẩm và thời điểm ăn là vô cùng quan trọng, không chỉ riêng đối với trứng mà tất cả thực phẩm nói chung. Đều là một món ăn, nhưng thời điểm ăn sẽ quyết định món ăn đó có lợi hay gây hại cho sức khỏe. Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm thường bị sử dụng sai thời điểm nhất. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, gạo. Gạo là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của gia đình Việt. Đây còn là nguyên liệu chính cho cả 3 bữa ăn trong ngày. Theo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng, cơm, thậm chí cả bánh mì trắng nên tránh ăn vào ban đêm. Chúng rất giàu lượng tinh bột, khiến dạ dày của bạn có cảm giác cồng kềnh qua đêm. Ngoài ra, ăn cơm vào ban đêm thúc đẩy tăng cân, nó mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Và khi đó cơ thể của bạn đã hoàn toàn nghỉ ngơi. Ăn cơm vào bữa trưa sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất hoạt động suốt cả ngày, giúp bạn hoạt động cả một ngày mà không mệt mỏi. Vì thế, bạn nên chọn những món ăn nhẹ cho bữa tối để thay thế cho món cơm thông thường. Nếu bạn là người có ý chí tốt và đang muốn theo chế độ ăn kiêng giảm cân, chuyên gia khuyên bạn không nên ăn cơm nhiều hơn một lần một tuần. Thứ hai, sữa. Nhiều người có thói quen uống sữa vào lúc sáng sớm, nhưng ít ai biết rằng, trừ khi bạn phải vận động nhiều, còn nếu không uống sữa vào buổi sáng khi bụng rỗng, gây ra khó chịu cho đường tiêu hóa. Các chuyên gia cho rằng, thời gian tốt nhất để tiêu thụ sữa là buổi tối, tốt hơn là trong ngày, bởi vì sữa phải mất một thời gian dài để tiêu hóa và có thể làm cho bạn cảm thấy uể oải. Thời điểm thích hợp để uống sữa là buổi tối trước khi đi ngủ, một ly sữa ấm sẽ giúp cho bạn có thể ngủ ngon hơn, giảm mệt mỏi. Uống sữa vào buổi tối cũng giúp thư giãn cơ thể và cho phép các tế bào hấp thụ được chất dinh dưỡng một cách hiệu quả trong lúc bạn nghỉ ngơi. Thứ ba, chuối. Chuối chứa chất kháng axit tự nhiên, giảm mỡ nóng, công dụng này của chuối phát huy hiệu quả vào bữa sáng. Bên cạnh đó, chuối cũng cung cấp nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Thời điểm không nên ăn chuối là vào buổi tối, vì vào lúc này, chuối sẽ tạo ra nhiều chất nhầy. Ngoài ra, ăn chuối khi đói sẽ làm dạ dày bị nặng nề. Thứ tư, thịt đỏ. Thịt là nguồn cung cấp protein tốt, giảm mệt mỏi và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, tất cả các loại thịt cần ít nhất từ 4 đến 6 tiếng để tiêu hóa, ngay cả khi thịt gà cũng rất khó để tiêu nếu bạn ăn đêm. Rất nhiều người mắc phải thói quen thích ăn nhiều đạm vào buổi tối. Điều này không những khiến bạn cảm thấy khó tiêu mà còn nạp thêm chất béo xấu vào cơ thể vào buổi tối, một thời gian cơ thể ít hoạt động, gây tăng lượng mỡ trong cơ thể. Do đó, chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn không nên ăn thịt vào ban đêm, thời điểm ít đốt cháy calo. Thứ năm, cam chanh và những quả họ chanh. Lượng vitamin C thường được tìm thấy rất nhiều trong các loại quả họ chanh. Những trái cây này thường có tính axit. Việc ăn những trái cây họ chanh ngay sau khi ăn cơm không tốt cho sức khỏe. Vào thời điểm này, trong dạ dày có rất nhiều men tiêu hóa. Khi nghiệm men tiêu hóa, tác dụng với lượng axit đến từ trái cây họ chanh sẽ sinh ra những hợp chất không tốt cho sức khỏe. Thời điểm ăn trái cây họ chanh tốt nhất thường là từ 30 phút đến 1 tiếng sau khi ăn cơm. Thứ 6, phô mai. Đối với những người ăn kiêng, phô mai là nguồn thực phẩm lý tưởng thay thế cho thịt. Nếu ăn uống điều độ, có thể giúp ngăn ngừa việc tăng cân và đầy hơi. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn phô mai vào buổi sáng, thay vì chọn cách ăn bất cứ thời gian nào trong ngày. Phô mai là thực phẩm thay thế thịt rất tốt. Nếu ăn điều độ, tránh tăng cân, đầy bụng. Ngược lại, ăn phô mai vào buổi tối sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, dễ gây tăng cân. Thời điểm lý tưởng nhất là trước 8 giờ sáng. Thứ 7. Táo. Bác sĩ nói rằng ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa bệnh tật. Không ai có thể phản đối những lợi ích mà táo mang lại cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn táo vào buổi sáng, thời điểm tốt nhất là trước 8 giờ. Khi bạn ăn táo vào buổi sáng, vỏ táo có chứa chất pectin sẽ giúp trị táo bón, chống ung thư. Và không nên ăn sau 5 giờ tối, đặc biệt là vào ban đêm. Axit hữu cơ trong táo làm tăng lượng axit trong dạ dày. Chất pectin có ở táo cũng khiến bạn bị nặng bụng. Thứ 8. Sữa chua. Sữa chua là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ăn sữa chua lúc nào cũng là tốt. Thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua là vào ban ngày, vì nó rất tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Ngược lại, vào buổi tối, đặc biệt là khi bạn bị ốm, ho, thì việc ăn sữa chua có thể làm sản sinh thêm chất nhầy, khiến tình trạng bệnh càng nặng thêm. Thứ 9. Sầu riêng. Sầu riêng là một loại quả đặc trưng tại vùng phía Nam nước ta. Loại quả này không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng trị ho và chữa bệnh ngoài da. Sầu riêng có mùi vị đặc trưng, vị ngọt, lượng đường cao và có tính nóng. Những bệnh nhân tiểu đường cần phải hết sức lưu ý khi sử dụng loại quả này. Nếu sử dụng loại quả này vào buổi tối, rất có hại cho sức khỏe.
Vào buổi tối khi hệ thống tiêu hóa và các cơ quan nên đi vào trạng thái nghỉ ngơi, lượng đường quá nhiều được cung cấp từ sầu riêng làm tăng áp lực cho các cơ quan nội tạng. Những người có bệnh huyết áp nếu ăn sầu riêng vào buổi tối cũng có nhiều nguy cơ gặp biến chứng, nhưng nếu ăn sầu riêng vào buổi sáng thì lại rất tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, trong bất cứ lĩnh vực nào không riêng gì thực phẩm, thời điểm cũng cực kỳ quan trọng. Nếu như trước đây mọi người chưa tạo được thói quen chọn thời điểm sử dụng phù hợp với từng loại thực phẩm thì ngay bây giờ hãy thực hiện ngay để có một sức khỏe ổn định và dẻo dai quý vị nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.